Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Năm do đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi loạt dữ liệu kinh tế mới nhất củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của mình. Loạt dữ liệu cho thấy thị trường lao động của Mỹ thắt chặt hơn dự kiến, khiến cho nhà đầu tư vàng đang lo lắng. Ở trong nước, mặc dù biến động khá mạnh của thị trường vàng thế giới, nhưng giá vàng trong nước vẫn đang cho thấy mức giao dịch rất ảm đạm. Tuy nhiên, mức chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới thêm giãn rộng lên 14.800.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1.900.000 đồng một lượng so với giá vàng nhận buốt số 9. Hiện giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67.100.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn buốt số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 53.300.000 đồng một lượng và 54.300.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66.300.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.120.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66.100.000 đồng một lượng và 66.900.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66.200.000 đồng một lượng và 67.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.250.000 đồng một lượng, chiều bán 67.050.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66.260.000 đồng một lượng, chiều bán 67.030.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn buốt số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.629.000 đồng một lượng đến 53.300.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.629.000 đồng một lượng đến 54.300.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn,
Phiên giảm giá ngày hôm thứ Năm đã kéo giá vàng thế giới tụt khỏi mức đỉnh của gần 7 tháng thiết lập trong phiên trước đó. Loạt dữ liệu cho thấy thị trường lao động của Mỹ thắt chặt hơn dự báo, khiến cho nhà đầu tư càng tin rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay và không sớm chuyển sang nới lỏng. Kỳ vọng lãi suất này không có lợi cho giá vàng vì vàng là tài sản không mang lãi suất. Ngoài ra, kỳ vọng đó còn nâng tỷ giá đồng đô la, gây thêm áp lực mất giá lên vàng vì vàng được định giá bằng đồng đô la Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã bật lên trên mốc 105,4 điểm từ mức 104 điểm ở phiên trước đó. Trong phiên ngày hôm thứ Năm, chỉ số này đã tăng khoảng 0,9%. Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia ông Philip Chable của Blue Line Futuri nhận định Fed sẽ tiếp tục giữ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn chừng nào thị trường lao động của Mỹ còn mạnh. Trong một môi trường như vậy, giá vàng sẽ khó bứt phá. Phiên ngày hôm thứ Năm, báo cáo việc làm từ công ty nghiên cứu thị trường lao động ADB cho biết giới chủ sở hữu lao động ở Mỹ đã thuê thêm 235.000 công nhân trong tháng 12 vừa qua, một con số lớn hơn dự báo. Tiền lương cũng đã tăng mạnh hơn dự báo, một dấu hiệu nữa cho thấy thị trường việc làm vẫn đang nóng. Tiếp đó, dữ liệu hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ít hơn dự báo. Báo cáo việc làm tháng 12 do Bộ Lao động Mỹ công bố vào đêm qua theo giờ Việt Nam là một bức tranh toàn diện về thị trường việc làm của nước này. Theo đó, trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại có 223.000 việc làm được tạo ra trong tháng 12, cao hơn con số dự báo trước đó là 200.000. Lĩnh vực tư nhân có 220.000 việc làm được tạo ra trong tháng 12, cũng cao hơn con số dự báo trước đó là 180.000. Qua đây cho thấy, những dữ liệu công bố ngày hôm nay đều là dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm vẫn đang vững vàng. Phát biểu ngày hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh tại Atlanta, ông Rafa Bosic cho biết các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trong Fed giữ quyết tâm đưa lạm phát về ngưỡng là 2%. Do vậy, Fed cần tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Các nhà phân tích kỳ vọng thị trường lao động cuối cùng cũng sẽ bắt đầu hạ nhiệt trong năm mới, giúp Fed có thể linh hoạt hơn. Ông Edward Moza, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Onda của Mỹ cho biết thị trường lao động sẽ có dấu hiệu suy yếu trong thời gian tới khi các công ty của Mỹ dường như đang liên tục tuyên bố sa thải nhân viên và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Hiện tại, Fed cần bám sát kịch bản và nói rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Chúng tôi có thể sẽ bắt đầu thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn nhiều bắt đầu vào tuần tới. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.